Chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu bé thành phố chuyển về sống ở miền quê hẻo lánh? Cậu đã tìm thấy tình yêu thương từ những con người bình dị, mộc mạc nơi đây. Đó là hòn đá mà. Phải, nhưng ông đã vẽ khuôn mặt bà lên đó, tức là linh hồn bà ở đó. Đón xem bộ phim Những Ngày ở Khúc Trì, phát sóng lần đầu lúc 22 giờ tối thứ 6 ngày 1 tháng 8 trên kênh Screen Red.